Nhìn hình ảnh này, bạn nghĩ ngay đến điều gì? Già và dê, vì có râu dê á. Không, ông ấy là một vĩ nhân. Ông đã khám phá và chứng minh được thuyết tương đối E bằng MC bình. Thuyết tương đối thì quá phức tạp. Lấy một ví dụ về thời gian, thì nếu bạn ở gần một cô gái xinh đẹp, cô tè, hài hước hóm hỉnh, thì thời gian lúc này nó như chó chạy ngoài đồng, nhanh vãi cơ ra. Ngược lại, đang buồn ẻ mà kẹt xe cái ha, thời gian lúc này thì nó kiểu. Dưới đây sẽ là minh chứng rõ ràng nhất về sự tương đối của thời gian. Vào tháng 5, 23, trên vùng biển cách Nigeria khoảng 32 dặm, bốn con tàu nhỏ đang có nhiệm vụ kéo căng một con tàu lớn chở dầu. Vào 5 giờ sáng hôm đó, tàu Jacob 4 bị sóng đánh lật úp và chìm xuống đáy biển. Vì lý do an ninh nên toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn khóa trái cửa khi ngủ. Cũng chính vì như vậy nên 11 trên 12 người trong con tàu đó bỏ mạng, ngoại trừ Harrison. Vì lúc xảy ra tai nạn, ổng thì đang trong vòng vệ sinh thay vì ngủ. Lần đầu tiên thấy mắc ỉa mà nó có lợi như vậy luôn đấy các bạn ạ. Một lượng nước cực lớn dường như đã hất tung mọi thứ. Chúng ngăn cản Harrison tiếp cận với lối thoát hiểm. Giam ông ấy ở phòng vệ sinh trong tình trạng chưa ẻ xong cục cức. Ôi giời ơi, bị ẻ cũng éo yên. Con tàu của ông ấy đã lật úp dưới độ sâu hơn 30m dưới đáy đại dương. Ngay lập tức thì đội cứu hộ đã đến. Họ thăm dò được vị trí của tàu, lặn xuống nhưng vì nó quá sâu nên cuộc giải cứu bị đình chỉ. Vì họ không tin rằng bất kỳ ai có thể sống sót ở độ sâu đó. Còn ở bên dưới thì sau một ngày với túi khí ở nhà vệ sinh, Harrison trong bóng tối đã may mắn tìm được một túi khí khác cao khoảng 1m2. Thời gian ở dưới đó sẽ như thế nào? Trong khi bạn thì đang cực kỳ hoảng loạn, lạnh, thiếu không khí, thiếu nước và xung quanh thì toàn là màu đen. Không biết thời gian dưới đó trôi như nào, nhưng trong thời gian này anh ấy có thể nghe được những lời khen của lũ tôm cá đang đánh chén thi thể đồng nghiệp của mình. Hai ngày sau, một đội thợ lặn được cử đến để đưa những thi thể lên bờ. Công việc hết sức là suôn sẻ với bốn thi thể được tìm thấy. Thì bỗng nhiên, có một cánh tay bám chặt vào chân của một thợ lặn. Toàn bộ đội lặn đã hết sức là bất ngờ khi biết anh ấy vẫn còn sống. Ảo thật đấy. Sau rất nhiều nỗ lực thì anh ấy đã được cứu sống với kỷ lục hơn 60 tiếng sinh tồn dưới đáy đại dương. 60 tiếng đó là đối với chúng ta. Thời gian thực sự của anh thì ít nhất cũng phải gần tuần.